Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những đặc điểm khiến mệnh chủ cả đời nghèo kiết xác không ngóc đầu lên được. Thứ nhất, đó là mí mắt sưng mọng. Trong Nhân Tướng Học, tình duyên và vận mệnh cuộc đời có thể được tiết lộ qua tướng nốt ruồi. Nốt ruồi lệ đường là điềm báo cho khổ đau vì tình, cuộc đời bất hạnh, thất bại trong tình yêu hoặc dễ nảy sinh tình cảm nam nữ rắc rối, đi ngoại tình hoặc là bị kẻ thứ ba xen vào giữa cuộc hôn nhân. Sau khi kết hôn, người có nốt ruồi lệ đường đa phần không được hưởng phúc, vui vầy cùng con cháu, thường xuyên phải lo lắng muộn phiền. Họ tự ti với mọi người, cũng sẽ bất đồng với nửa kia của mình, thậm chí có thể dẫn tới ly hôn. Nếu có nốt ruồi nằm ở phía mắt nhưng không nằm trong bọng mắt thì cuộc đời phải chịu nhiều vất vả, gian nan. Nốt ruồi nằm ngay bọng mắt thì người này thường đa sầu, đa cảm, tuy rất cẩn thận, tỉ mỉ nhưng lại dễ bị tổn thương. Theo Nhân Tướng Học, khoảng cách từ phía dưới lông mày xuống mắt chính là cung điền trạch, biểu hiện cho của cải vật chất của một người. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt, nếu sáng thức dậy mà thấy mắt khó mở, mí sưng mọng khiến cho mắt bên to bên nhỏ thì đây chính là dấu hiệu cực kỳ xấu. Điều này cho thấy bạn không chỉ bị ảnh hưởng của sức khỏe mà đường tài lộc cũng lên xuống thất thường, dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, dẫn tới mất của cải, thậm chí là phá sản. Đuôi mắt bỗng nhiên xuất hiện nốt ruồi. Phía đuôi mắt còn được gọi là cung vợ chồng hay cung tư tức. Nếu đuôi mắt xuất hiện nốt ruồi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp những bất trắc trong chuyện tình cảm. Đôi bên dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã. Tài sản cũng đội nón ra đi sau mỗi lần cãi vã. Do đó, bạn cần phải dành nhiều tình cảm để vun đắp cho tình yêu của mình, tránh bất hòa xảy ra. Lông mày, mái tóc, khô ráp. Nếu bạn phát hiện lông mày, tóc, thậm chí là má bỗng nhiên khô ráp, thiếu sức sống thì rất có thể bạn sẽ gặp điểm xấu về chuyện tiền bạc. Đặc biệt là tóc vốn đang suôn mượt, bỗng nhiên vừa khô vừa cứng, chính là dấu hiệu của phá tài. Bạn nên cẩn thận trong mọi việc, nhẹ thì bị thất thoát tiền bạc, nặng thì sẽ biến thành tranh chấp kinh tế với người khác, thậm chí dính dáng đến cả pháp luật. Mũi hách lên trên. Xét theo kiến thức về tướng mũi hách, Nhân Tướng Học, chủ nhân của nét tướng này là những người có tướng người mập mạp, rắn chắc, ngực, bụng bằng nhau và đầy đạn, tròn trịa. Người mũi hách hơi thở gấp, đứng ngồi không yên chỗ. Lối mũi hách tướng số gọi là tị lộ. Xem tướng mũi hách và lộ chủ về phá tán, cùng khốn, thấp hoặc là có gân, có vạch, chủ về công ăn việc làm lên xuống thất thường. Chuẩn đầu, phần chóp mũi quá cao so với khuôn mặt và nhất là so với lưỡng quyền gò má thì chủ về cô đơn hay phá bại, quá lớn và mỏng gọi là không phù hoặc là nghiêng lệch, đều chủ về cô đơn trì trệ. Phụ nữ có mũi hách thường bảo thủ, coi trọng cái tôi cá nhân một cách thái quá nên hay gây bất đồng, khó hòa hợp với người khác, đặc biệt là với chồng. Con gái mũi hách là lỗ mũi lại to, thường là có cá tính mạnh mẽ, chanh chua, xem tướng mũi hách như vậy cũng khó có thể thành tài. Cuộc sống, tình duyên hay là hôn nhân cũng đều gặp trắc trở. Tuy nhiên, lại là người khá lụy tình, dù giữ cái tôi của mình nhưng cũng không vì nó mà buông bỏ chồng con. Thành ra thâm tâm, luôn mâu thuẫn khiến họ phải khổ một đời. Phụ nữ có mũi hách luôn gặp phải người chồng đào hoa, hấp dẫn người khác giới, khiến vợ đã khổ lại càng thêm khổ. Từ đó mối quan hệ giữa hai vợ chồng luôn gặp trục trặc hay là bất hòa. Môi cá chép. Đặc điểm của môi cá chép là hai môi dày, rộng, khóe môi cụp xuống, sắc môi không tươi, răng không được đều. Theo xem tướng số qua môi, đây là tướng môi rất xấu vì người có tướng môi này thường có cuộc đời rất gian truân, gặp nhiều khó khăn vất vả, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu, phiêu bạt khắp nơi. Nốt ruồi xấu dưới mắt cá chân, gót chân. Nốt ruồi dưới gót chân, mắt cá chân là các vị trí nốt ruồi xấu, đặc biệt là nốt ruồi đen thì càng không tốt. Nó có thể hiện cuộc sống của người này sẽ gặp rất nhiều rắc rối phiền toái, dù cố gắng làm việc nhưng thành quả thu được không nhiều hoặc không được công nhận. Chuyện tình cảm, hôn nhân của họ cũng không khá hơn là mấy, dù cố gắng nhiều nhưng chẳng được nếm trái ngọt. Cách hóa giải tốt nhất cho nốt ruồi này có thể là xóa nốt ruồi xấu đi thì ít nhiều vận trình cuộc sống cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên mang theo mình một trang sức trợ mệnh phong thủy thì sức ảnh hưởng của nốt ruồi xấu này cũng giảm đi đáng kể. Nốt ruồi ở vai. Người nào có nốt ruồi xấu ở vai, đầu mỏm vai nhưng hơi lệch về phía sau lưng hoặc nốt ruồi sát với cổ, bao gồm màu sắc không đẹp, thiếu rõ ràng, trên nốt ruồi có lông hoặc là vết sẹo, gọi đó là nốt ruồi đen đủi, hao tài tán lộc. Chủ nhân của nó sẽ vất vả lao lực vì tiền, vừa phải gánh vác trọng trách gia đình, làm việc vất vả mà ít được đền ơn báo đáp. Cách hóa giải phù hợp nhất là họ nên tẩy bỏ ngay khi có thể, đồng thời khéo léo lựa chọn người phối ngẫu hợp mệnh, có như vậy họ mới được cộng hưởng may mắn và dễ gặt hái được thành công khi ngoại tứ tuần. Xem bói nốt ruồi xấu sau gáy mọc lệch về hai bên. Nốt ruồi xấu trên cơ thể đàn ông, nốt ruồi xấu trên cơ thể phụ nữ cho biết. Nốt ruồi mọc sau gáy lệch về hai bên cũng được gọi là nốt ruồi xấu. Người sở hữu nốt ruồi này thường gặp về vấn đề trong chuyện tình cảm, có thể là bị người khác lừa gạt hoặc là bị dối tình. Tuy nhiên, nốt ruồi này lại khó tẩy xóa, dù có nhiều tiền tới đâu và chuyện hôn nhân cả đời cũng sẽ không thuận. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến cho mệnh chủ cả đời nghèo kiết xác, không ngóc đầu lên được. Và phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp những con giáp khi mà có những đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tí sẽ khó khăn, gặp nhiều trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Đó là tuổi Mão. Năm nay tuổi Mão gặp cục diện hình Thái Tuế, tài lộc sự nghiệp có bước thăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe con giáp này trong năm không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tí, Tuế Can canh Kim lộ xuất chính quan, Tí Thỉ tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do Thái Tuế, Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, cần phải có sự thỏa thuận rõ, nếu không được thỏa hiệp từ đầu thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái Tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng, không để bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái Tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo Phong thủy Gia Cát thì tuổi Mão cần phải chú ý, làm gì tốt nhất phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ hay là to xảy ra bên mình thì cũng từng vì tình cảm cá nhân mà chủ quan tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, tránh để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm, chỉ có mất nhiều hơn được. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ sông suối, âm u tối tăm, kiểu gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn Thái Tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại có thêm những nốt ruồi xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020, tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn, hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Thái tuế Tý thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị se khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Tý thì con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điểm báo tử vi cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy Gia Cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả, hoặc những nơi là hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang pháp bảo. Với hình tượng ở mặt trước bát bảo là 8 bảo Phật của nhà Phật, mang lại bình an cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân, mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang pháp bảo là pháp khí phong thủy, sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động, nên khi vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý mình ở những nơi như quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp. Tử vi 12 con giáp cho thấy dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc, thị phi. Năm Canh Tý, tuổi Dậu phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá. Tý thủy làm giảm nguồn sức mạnh của kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh này không được thuận lợi trong công việc, dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối, sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những việc viểu thú bên ngoài. Vì thế, bản mệnh cần tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm, tuổi Dậu cần tránh đi đến những khu vực âm u ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như quán bar, quán rượu, để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ cho thân mệnh, giúp gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang pháp bảo. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Ngọ. Tử vi cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi mà có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ nữa thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng. Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn khác. Sự nghiệp thì khó về được như ý, bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng bị vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải chuyện dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra thì hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy đến với con giáp này. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài là bị thái tuế thất sát kìm kẹp, vì thế mà trong năm nay bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt mất tiền hao của. Tài vận tuổi Ngọ năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống, nên tập trung vào tài chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Bản mệnh năm nay dễ vướng phải vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định. Về mặt sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không nên để bản thân buồn bực khó chịu dần dà để lại bệnh tật trong người. Thái tuế Tý thủy là âm thủy, vì thế mà trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ cho thân mệnh, kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.